Đông Nhi sợ bị liên lụy, bất ngờ xóa bài nhận em gái ruột Ý Nhi khi nàng hậu bị tẩy chay. Từng dành lời khen cũng như nhận Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi làm em gái ngay sau khi đăng quang, thì mới đây Đông Nhi lại có màn quay xe gắt khi xóa bài không để lại dấu vết. Sau đăng quang, Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Ý Nhi nhận được nhiều quan tâm của công chúng từ nhan sắc đến đời tư, đặc biệt nhiều netizen phát hiện người đẹp có đường nét gương mặt hao hao ca sĩ Đông Nhi. Điều thú vị hơn, Đông Nhi cũng là một trong những ca sĩ góp mặt trình diễn trong đêm chung kết tối 22 tháng 7. Nhiều khoảnh khắc được hội fan sắc đẹp chụp lại không khỏi gây nhầm lẫn rằng em gái Đông Nhi đăng quang Miss World Việt Nam năm nay. Điểm tương đồng tiếp theo đó là cả hai đều có tên thường gọi là Nhi, Ý Nhi, Đông Nhi. Dân tình thay nhau bình luận rằng Đông Nhi đã tìm được em gái cuộc thất lạc nhiều năm của mình. Nhìn thoáng qua, đúng thật là Ý Nhi và Đông Nhi đều sở hữu nét đẹp hiện đại từ mắt, mũi, chân mày, đặc biệt là nụ cười rất giống nhau. Với nhiều điểm tương đồng giữa Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 năm nay với giọng ca ngọt ngào, trên trang Facebook cá nhân của Đông Nhi trước đó cũng đã đăng tải bài viết công nhận một điều rằng người đẹp đến từ Bình Định đăng quang Miss World Việt Nam 2023 năm nay có nét giống mình. Ngoài ra, nữ ca sĩ Đông Nhi cũng gửi lời chúc mừng đến đàn em, đồng thời tiết lộ rất nhiều người nhắn tin cho giọng ca ngọt ngào chia sẻ rằng cả hai khá giống chị em ruột. Ở giai đoạn đăng quang, Đông Nhi đã hào hứng chia sẻ câu chuyện thú vị giữa mình và Tân Hoa hậu Ý Nhi, thì sau hơn một tuần khi Ý Nhi gặp đại nạn bão tẩy chay trên diện rộng bởi những phát ngôn sốc chưa suy nghĩ thấu đáo trước truyền thông, thì mới đây nhiều người cũng đã phát hiện bà xã ông Cao Thắng đã quay xe âm thầm cho bay màu bài khen và nhận định em gái ruột với Tân Hoa hậu Ý Nhi mà cô đã đăng tải trước đó. Với động thái này của Đông Nhi đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều và cho rằng phải chăng Đông Nhi sợ bị ảnh hưởng liên lụy đến mình nên âm thầm xóa bài hay chăng. Đồng thời cũng có người cho rằng nữ ca sĩ khá hai mang vì có động thái không đẹp này. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đông Nhi vấp phải ý kiến trái chiều trong việc đối nhân xử thế với đồng nghiệp. Theo đó, vào năm 2022, vợ chồng Đông Nhi và ông Cao Thắng nhận được thiệp cưới từ Diệu Nhi lẫn Liêu Hà Trinh vì không thể đến Phan Thiết để chúc mừng người em thân thiết. Vợ chồng Nhi Thắng gửi lời chúc phúc từ xa: "Thật tiếc vì không thể có mặt tại khoảnh khắc đẹp ngay lúc này để chung vui cùng em gái ruột Diệu Nhi của chị, chỉ biết lặng lẽ theo dõi từ phía xa để chúc phúc cho hai em. Chúc Tú Nhi mãi mặn, mãi keo, mãi hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhé." Đông Nhi gửi lời chúc đến vợ chồng Diệu Nhi và anh Tú. Sự việc Đông Nhi, ông Cao Thắng lựa chọn đi đám cưới của MC Liêu Hà Trinh nhưng không có mặt tại đám cưới Diệu Nhi, dù cả hai là chị em thân thiết, đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dòng trạng thái này tiếp tục nhận phải vô số chỉ trích từ cư dân mạng bởi nhiều ngôi sao được mời ở hai đám cưới vẫn có thể tham dự cả hai, như vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang phân nhau mỗi người đi một nơi, hay Ngô Kiến Huy, Jun Phạm cố gắng góp mặt ở cả hai nơi. Sau khi nhận phải nhiều phản ứng trái chiều, Đông Nhi mới đây đã xóa hoặc ẩn cả hai bài đăng chúc mừng Diệu Nhi lẫn Liêu Hà Trinh lên trang cá nhân. Vì thế khán giả không còn thấy lời chúc mừng trên Facebook của nữ ca sĩ. Hiện Đông Nhi vẫn chưa có phát ngôn chính thức về sự việc này. Đông Nhi và Diệu Nhi vốn có mối quan hệ thân thiết đã nhiều năm nay, cả hai công khai gọi nhau là chị em ruột và luôn quấn quýt khi đi dự chung sự kiện. Diệu Nhi cũng có mặt trong đám cưới Đông Nhi và quẩy hết mình tới mức rơi cả tóc giả. Khi người chị thân thiết không đi đám cưới của mình, Diệu Nhi vẫn cảm thông và thể hiện tình cảm khăng khít: "Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc quá."